Nếu hoa đào được coi là đặc sản của Tết miền Bắc, thì hoa mai được ví như sứ giả của mùa xuân phương Nam. Mỗi dịp Tết ở Nam Bộ, hoa mai hiện diện trong các gia đình, vừa để trang trí cho ngôi nhà thêm rực rỡ, vừa gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới may mắn, nhiều tài lộc. Năm nào cũng vậy, các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều tổ chức hội thi trang trí và thuyết trình về ý nghĩa của hoa mai cho học sinh. Từ đó, niềm yêu thích đối với hoa mai dần in sâu vào tiềm thức của thế hệ măng non. Để rồi khi lớn lên, các em lại tiếp nối truyền thống, giữ gìn nét đẹp đặc trưng của Tết phương Nam. Hoa mai đẹp là cây có hoa kết chùm, nở rực rỡ và lâu tàn. Trên một gốc mai thì các nhánh được sắp xếp đẹp mắt, tượng trưng cho một năm nhiều may mắn, làm ăn phát tài, phát lộc. Có thể nói hoa mai đã trở thành một món ăn tinh thần vô cùng độc đáo, tô điểm thêm cho mùa xuân, tràn đầy sức sống của non nước Việt Nam yêu dấu. Vì vậy, ta phải biết nâng niu và trân trọng cây mai để nó luôn điểm tô ngày mai và trong muôn đời sau. Những cành mai vàng không chỉ khoe sắc trong các trường học mà đang hiện diện khắp mọi nẻo đường và trong nhiều gia đình ở Bình Dương. Dù thời tiết có diễn biến phức tạp đến đâu, thì với kinh nghiệm tài hoa của người trồng, hoa mai vẫn dịu dàng đầm thắm bung cánh làm đẹp cho đất trời mùa xuân. Trong nhóm tứ quý, tùng, cúc, trúc mai, hoa mai tượng trưng cho cốt cách thanh cao, trong sạch của người quân tử. Không chỉ thế, với đặc tính có bộ rễ ăn sâu bám chặt vào đất, khả năng thích nghi tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt, nên hoa mai còn tượng trưng cho phẩm chất kiên cường, mạnh mẽ của con người trong cuộc sống. Nói chung là mai năm nay cũng tốt, cũng do ảnh hưởng thời tiết một phần, cho nên là mai nó cũng không nở đều. Cũng cố gắng xử lý mai đồ này kia là cho nó kịp thời gian Tết để cho bà con đồ vui xuân. Những ngày Tết, thưởng thức vẻ đẹp của hoa mai để cảm nhận niềm vui, sự thư thái trong tâm hồn và có thêm quyết tâm chinh phục thành công các mục tiêu đặt ra cho năm mới Giáp Thìn 2024.